Không biết ra làm sao mà giờ này đã xế chiều rồi mà không thấy mặt mũi ở đâu hết. Cái thằng này nè, nó mê chơi dữ lắm. Cha ơi, con về nè. Mới cha nhắc nó, cái nó về tới liền. Phải nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy không. Con. Cha. Dạ. Con của cha. Dạ, cha con mới về. Cha ơi, cha khỏe không con? Dạ con khỏe, cha khỏe không cha? Dạ khỏe lắm con. Con thương, con nhớ cha vô cùng. Cha nhớ đó. Con vô cùng gì đó dạ. Con. Sao con? À, thi cử thì sao? Đậu rồi phải không? Ê, nói cho cha mừng đi con. Ê, cha, cha, cha. À, cha ơi. Dạ. Đậu rồi mà. Dạ, cha ngồi xuống đây nghe cha. Ngồi xuống đây. Để con thưa chuyện với cha. À, sao con? Đậu dạ. Rồi cha mừng đi con. Dạ thưa cha. Từ khi kiếm con tin trở về cha vào trong nghe con. Dạ. Kim mà
để thăm em à. Cái thằng này cha không biết tính tình giống ai mà kỳ cục quá. Chàng ơi, thì cha nghĩ lại coi, đây con giống ai? Con giống cha đó mà. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa thưởng thức trích đoạn Bùi Kiệm với phần biểu diễn của nhóm tài tử với ba giọng hát hay đơn ca tài tử năm 2011 là Minh Đức, Bảo Vi và Hoàng Quân.